Ô, đất 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 đạn. Ôi rồi ơi. Haha, mừng quá, đúng kênh Doài, top 1 là điều không thể mặt cười. Đang lồ chai hẳn nó chơi hơi mẹ mày creepy thôi. Nó chơi solo hay mà. Hai, có một thằng bên dưới này, có một thằng ở đây, tại sao chỗ điểm bắn nhau ta? Câu hỏi khó hiểu vậy luôn. Thật lột thành đoàn. À, một viên rồi kìa, đéo chết. À, táo đỏ một viên mình ơi. Đéo chết. Ui. Vãi bíu. Mình nghĩ, mình tưởng cái tiếng mở cửa là bên dưới chứ đéo phải đây. Mình tưởng cái tiếng mở cửa tiếng này này. Mình đéo nghĩ tiếng này đâu. Giật cá mình, giật cá mình. Thề mấy ông mà kiểu một bắn ca theo kiểu là bắn tốt đấy, mà vừa kiểu muốn đấu mấy thằng gọi là di chuyển đấy, mấy ông phải bắt được nhịp kiểu cái nhịp kiểu thói quen, dùng từ nhịp hoặc một xài nhịp từ nhịp hai xài kiểu thói quen đối phương ấy, là mấy ông biết liền là thằng lồ sẽ chọn cửa sổ nào là mấy ông kê à, cho mấy ông đứng mấy đứng cái góc gọi là hoặc mấy ông đứng mấy góc ấy ép nó phải đứng cái góc cửa sổ đấy nó mới bắn được mình à. Mấy ông lại hay thấy tôi gọi là hay kiểu để ý gọi là kiểu để tâm chéo chéo đâu là tôi muốn nhìn là một nhỉ, cái thằng mà bên này ấy, nó kê bên nào. Tôi giả vờ chạy qua thôi, tôi lại chạy sang bên này, tôi giả vờ tâm tôi để đây, tôi đéo để ý nó thôi, tôi làm phát quả bất ngờ, bụp. Đó. Thói quen tôi hay vậy à. Chỗ với bắn ca hay bắn gì tốt á, phải bắt được gọi là thói quen đối phương thì dễ giết hơn nhiều. Hơn là tình huống gọi là nó trừ khi gọi là tình huống xảy ra ấy, thì mới ông vẩy tâm. Còn mấy ông mà muốn chơi kiểu kê tâm ấy, mấy ông bắt nhịp gọi là cái thói quen đối phương thì ông dễ giết. Tỷ lệ cao giết được thằng kia liền à. Nó đỡ phải nó rơi tình huống gọi là 50-50 á. Kiểu vậy. Bình thường nhưng mà theo cái tiếng mà tôi hay nghe đã tôi phải nghe tiếng nó chạy sang bên nhà bên này rồi cơ mà đấy tôi đứng bên nhở nó từ nhà bên này chạy sang bên này tôi đéo nghe tiếng gì luôn.
Ủa, nó nhìn thấy mình luôn đó. Mà góc nó nhiều cây lắm nha. Thể nó thích bắn M24 hơn là K nhá. K bắn vào người lợi hơn là bắn vào đầu à. M24 bắn vào đầu ngon hơn, đạn nó thẳng hơn, cả nó đạn nhanh hơn được một chút thì phải. Hoặc có thể đạn bằng nhau nhưng mà đường đạn nó chắc chắn mình thấy là đường đạn M24 thẳng hơn. Kiểu nó không bị cong ấy, M24 cái khẩu K98 nó kiểu đường đạn nó biểu bị cong. Cay vậy luôn. Cái đít trả thù được rồi nhá, một đều nhá. Mày khéo ái đít mẹ mày, tao thể thua mẹ mày lúc bắn gần, nhưng mẹ mày riêng đấu sniper thì đít mẹ tao đéo ngại thằng nào đâu. Quỳ xuống sit up please, một đều nhá. Địt mẹ mày, để xem mày vào được bờ không, thằng lồn này. Uầy, địt mẹ vi diệu vậy, đi đường nào vậy? Tao thấy luôn á. Nó đéo thấy ạ. Bảo rồi. Chạy đâu con sâu, mấy kêu ai. Ôi, tí chết ạ, à. Địt mợ. Bot chạy qua VC. Lại bot, lại bot. Làm quả smoke fake như thế cơ bot. Đéo hiểu. Mẹ em đã định vị được hết tất cả thằng, làm ơn địt mẹ mày cho em sống tôn này thôi. Thằng lồn đây, một thằng chấm một nhìn thấy rồi, một thằng đây. Một giây. Hãy cho mình xin một like và subscribe cho mọi người. GG.